Chúng ta thử nghĩ xem. Ngày nay chúng ta học vất giả như vậy. Cầu giảng sanh thế giới cực lạc. Cũng không có chắc chắn gì. Nguyên nhân ở đâu là chúng ta đối với thế giới này chưa buông bỏ được. Vẫn còn có dục vọng mạnh mẽ không thể xa rời được thế gian này cho nên tin tức đối với thế giới cực lạc tương đối mịt mù chúng tôi lúc còn trẻ cũng bốn năm mươi tuổi rồi Thỉnh giáo một vị lão hòa thượng tu hành, nghe nói cũng rất tốt. Tôi thỉnh giáo với ngài, lão hòa thượng, ngài tu pháp môn Tịnh Độ, ngài có tin tức gì về giảng sanh không, có chắc chắn gì không? Ngài lắc đầu. Chúng tôi cảm thấy đã rất tốt rồi. Lão Hòa Thượng nói lời chân thật. Vì sao vậy? Chưa triệt để buông bỏ. xây dựng đảo tràng là gì sao chùa của người khác xây lớn hơn chùa tôi trang nghiêm hơn chùa tôi tôi không bằng họ dường như mất mặt lắm đây là gì thể diện chưa buông bỏ tôn nghiêm chưa buông bỏ đây là đại chướng ngại cho nên đến với thế giới cực lạc chưa liên thông được có chướng ngại sau khi học nhẫn nhục học nhưng không áp dụng trong cuộc sống hàng ngày 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 vẫn thường sân giận ý niệm bất thiện vẫn khởi lên như vậy sao có thể thành tựu được vô phương sở nhẫn là không có lúc nào nơi nào việc gì mà không thể nhẫn chính là ý này ở đây có đưa ra ví dụ hoặc ban đêm có thể nhẫn ban ngày không thể nhẫn hoặc là ban ngày có thể nhẫn ban đêm không thể nhẫn đây là thời gian hoặc bên đó nhẫn bên này không nhẫn hoặc bên này nhẫn bên đó không nhẫn đây là nói đến không gian hoặc bên tri thức nhẫn bên không tri thức không nhẫn tri thức là những gì ta tôn trọng phật giáo gọi là thiện tri thức nghĩa là người ta tôn trọng người ta kính yêu đối với họ ta có thể nhẫn người ta ghét người không thích đối với họ ta không thể nhẫn những việc này đều ngay trong cuộc sống hằng ngày từ sáng đến tối từng giờ từng phút ta đều nhìn thấy quý vị xem ngôn ngữ thái độ vui buồn cười mắng của họ trong phật pháp nói họ đang tạo nghiệp trong tạo nghiệp này có thiện có ác có vô ký chỉ cần khởi tâm động niệm thêm vào ngôn ngữ tạo tác hạt giống của a lại gia rất vững chắc những chủng tử này gặp nhân duyên liền khởi hiện hành quả báo xuất hiện người bây giờ đều cảm nhận được một cách sâu sắc môi trường sống không tốt bất luận là hoàn cảnh vật chất hay là môi trường đời sống tinh thần đều không thể hoàn toàn như ý Khổ nhiều vui ít Khổ quá nhiều 7, 8 phần 10 là khổ Có được 2, 3 phần vui là không tệ Coi như là rất hạnh phúc rồi Khổ từ đâu mà có? Đâu ngờ rằng toàn là tự làm tự chịu Không phải người khác cho mình bản thân ta ngày ngày đang tạo như vậy đương nhiên ngày ngày ta phải chịu những gì hiện nay lãnh chịu trong phật giáo gọi là hoa báo như thực vật vậy nở hoa trước đời sau là quả báo nếu hoa hiện tại của chúng ta không tốt chúng ta biết quả báo đời sau rất đáng sợ hoa hiện tại tốt hoa báo tốt quả báo đời sau nhất định tốt chúng ta phải siêng năng tư duy xem không nghĩ người khác chỉ nghĩ về mình trong đời này trong ngày hôm nay trong tuần này của mình chỉ cần nghĩ đến đây là ưu bi khổ não nhiều hay tự tại an vui nhiều chỉ cần nghĩ đến hai vấn đề này nếu lo lắng phiền não rất nhiều không phải việc tốt nói lên điều gì chứng tỏ chúng ta cách ba đường ác không xa đi rất gần. Còn như tâm địa thanh tịnh, hỷ lạc nhiều. Như vậy rất tốt. Ta đến thiên đường không xa. Nếu mỗi ngày, thời gian mình niệm Phật nhiều, một ngày 24 tiếng, ta có thể niệm 13 tiếng, 14 tiếng hơn một nửa. Chúng ta biết mình đang đến rất gần Phật A Di Đà. Có hy vọng giảng sanh cực lạc. đạo lý này không thể không hiểu nó có liên quan mật thiết với chúng ta chúng ta không nỗ lực học không học thật tốt tương lai biết làm sao vì mình phải nhất tâm niệm Phật buông bỏ dạng duyên. Chúng ta tự nghĩ xem, ngày nay chúng ta học vất giả như vậy, cầu giảng sanh thế giới cực lạc cũng không có chắc chắn gì nguyên nhân ở đâu là chúng ta đối với thế giới này chưa buông bỏ được vẫn còn có dục vọng mạnh mẽ không thể xa rời được thế gian này cho nên tin tức đối với thế giới cực lạc tương đối mịt mù Chúng tôi lúc còn trẻ Cũng bốn năm mươi tuổi rồi Thịnh giáo một vị lão hòa thượng tu hành Nghe nói cũng rất tốt Tôi thịnh giáo với Ngài Lão hòa thượng Ngài tu pháp môn tịnh độ Ngài có tin tức gì về giảng sanh không Có chắc chắn gì không Ngài lắc đầu Chúng tôi cảm thấy đã rất tốt rồi. Lão Hòa Thượng nói lời chân thật. Vì sao vậy? Chưa triệt để buông bỏ. xây dựng đảo tràng là vì sao chùa của người khác xây lớn hơn chùa tôi trang nghiêm hơn chùa tôi tôi không bằng họ dường như mất mặt lắm đây là gì thể diện chưa buông bỏ tôn nghiêm chưa buông bỏ. Đây là đại chướng ngại. Cho nên đến với thế giới cực lạc, chưa liên thông được. Có chướng ngại. Vô phương sở nhẫn là không có lúc nào nơi nào việc gì mà không thể nhẫn chính là ý này ở đây có đưa ra ví dụ hoặc ban đêm có thể nhẫn ban ngày không thể nhẫn hoặc là ban ngày có thể nhẫn ban đêm không thể nhẫn đây là thời gian hoặc bên đó nhẫn bên này không nhẫn hoặc bên này nhẫn bên đó không nhẫn đây là nói đến không gian hoặc bên tri thức nhẫn bên không tri thức không nhẫn tri thức là những gì ta tôn trọng phật giáo gọi là thiện tri thức nghĩa là người ta tôn trọng người ta kính yêu đối với họ ta có thể nhẫn người ta ghét người không thích đối với họ ta không thể nhẫn những việc này đều ngay trong cuộc sống hằng ngày từ sáng đến tối từng giờ từng phút ta đều nhìn thấy quý vị xem ngôn ngữ thái độ vui buồn cười mắng của họ trong phật pháp nói họ đang tạo nghiệp trong tạo nghiệp này có thiện có ác có vô ký chỉ cần khởi tâm động niệm thêm vào ngôn ngữ tạo tác hạt giống của a lại gia rất vững chắc những chủng tử này gặp nhân duyên liền khởi hiện hành quả báo xuất hiện người bây giờ đều cảm nhận được một cách sâu sắc môi trường sống không tốt bất luận là hoàn cảnh vật chất hay là môi trường đời sống tinh thần đều không thể hoàn toàn như ý khổ nhiều vui ít khổ quá nhiều bảy tám phần mười là khổ có được hai ba phần vui là không tệ coi như là rất hạnh phúc rồi khổ từ đâu mà có đâu ngờ rằng toàn là tự làm tự chịu không phải người khác cho mình bản thân ta ngày ngày đang tạo như vậy đương nhiên ngày ngày ta phải chịu những gì hiện nay lãnh chịu trong phật giáo gọi là hoa báo như thực vật vậy nở hoa trước đời sau là quả báo nếu hoa hiện tại của chúng ta không tốt chúng ta biết quả báo đời sau rất đáng sợ hoa hiện tại tốt hoa báo tốt quả báo đời sau nhất định tốt chúng ta phải siêng năng tư duy xem không nghĩ người khác chỉ nghĩ về mình trong đời này trong ngày hôm nay trong tuần này của mình chỉ cần nghĩ đến đây là ưu bi khổ não nhiều hay tự tại an vui nhiều chỉ cần nghĩ đến hai vấn đề này nếu lo lắng phiền não rất nhiều không phải việc tốt nói lên điều gì chứng tỏ chúng ta cách ba đường ác không xa đi rất gần. Còn như tâm địa thanh tịnh, hỷ lạc nhiều. Như vậy rất tốt. Ta đến thiên đường không xa. Nếu mỗi ngày, thời gian mình niệm Phật nhiều, một ngày 24 tiếng, ta có thể niệm 13 tiếng, 14 tiếng hơn một nửa. Chúng ta biết mình đang đến rất gần Phật A Di Đà. Có hy vọng giảng sanh cực lạc. đạo lý này không thể không hiểu nó có liên quan mật thiết với chúng ta chúng ta không nỗ lực học không học thật tốt tương lai biết làm sao Vì mình phải nhất tâm niệm Phật, buông bỏ dạng duyên. Nhẫn nhục đối trị sân nhuế Trị là đối trị, sân nhuế là bệnh, phiền não nghiêm trọng. Sân nhuế là nhân của địa ngục. Trong tâm, tâm thường có ý niệm sân nhuế. Nó có nhân duyên rất sâu với địa ngục. Tham lam là ngạ quỷ. Ngô si là súc sanh. Tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác. thông đoạn tam độc tam độc là tham sân si chủ yếu là đối trị sân nhuệ đối trị cả tham sân si trong lục độ người tu hành quan trọng nhất là hai thứ thứ nhất là bố thị thứ hai là nhẫn nhục Bố thí là buông bỏ. Buông bỏ là tích lũy công đức. Nhẫn nhục là duy trì. Công đức này của mình có thể duy trì hay không hoàn toàn dựa vào nhẫn nhục ba la mật. Nếu không có nhẫn nhục ba la mật, không thể giữ được công đức tu tịch. trong phật pháp nói ngọn lửa đốt cháy rừng công đức lửa đó là lửa sân hận ngọn lửa này nổi lên tâm thanh tịnh không còn tâm bình đẳng không còn chánh giác không còn trở về lục đạo không có đi lên. Đây là Thiểu dục tri túc. Năm xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta. Trước đây chúng tôi nhắc đến rồi. Thế Tôn 40 năm rời khỏi gia đình, bảy mươi chín tuổi viên tịch dưới sông thọ thị hiện cho chúng ta việc hiểu dục đích thực là không có một pháp nào làm dao động tất cả pháp thế suốt thế gian đều buông bỏ hết Trong tất cả Pháp, cái gì gọi là vô hữu nhất Pháp đương tình? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là bất đương tình. Khởi tâm động niệm là đã động tâm. Đương tình rồi. Phần ít. Tuy động tình rồi, nhưng vẫn chưa tạo nghiệp. Đây là trong quậy thật báo 41 vị Pháp thân đại sĩ. Nếu như còn có phân biệt, đó chính là quậy phương tiện cõi phương tiện chính là tứ thánh pháp giới trong thập pháp giới họ có tạo tác họ có dục cầu nếu như còn có chấp trước tình chấp rất sâu đây là lục đạo lục đạo chúng sanh nhiều dục dục vọng phát triển đến không có điểm dừng quả báo đó ở tại tam độ chắc chắn tại A Tỳ địa ngục. Tội A Tỳ địa ngục chịu xong rồi, đến cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Không biết phải đến lúc nào mới được lại thân người. Được lại thân người thật đáng thương. Mang theo tập khí của ác đạo, họ rất dễ bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc mê hoặc lại tạo nghiệp tạo nghiệp lại đọa tam đồ trong kinh địa tạng nói rất hay bồ tát địa tạng khó khăn lắm mới hướng dẫn được những chúng sanh trong đường ác họ nghe hiểu rồi sám hối đến cõi người rồi chưa được bao lâu họ lại trở lại những quỷ vương trong địa ngục nhìn thấy hỏi ngươi làm sao lại đến nữa rồi chúng ta bình tĩnh quan sát thể hội được sự việc này đây là thật không phải giả Nhân gian tam độ, biết bao nhiêu lần giống như đánh vàng co vậy. Để đến đi đi, mỗi lần giảm nhẹ một chút, mỗi lần giảm nhẹ một chút. Đến nhân gian, gặp được thánh giáo, sanh tâm quan hỷ. Thật sự quay đầu Từ chỗ này chúng ta liền hiểu được một sự thật gặp được pháp môn tịnh tông không dễ dàng gặp được rồi thật tin thật nguyện một đời này được giảng sanh sự việc này rất khó rất khó trong kinh di đà nói không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia câu nói này không dễ dàng Trong một đời này, họ đem thế duyên, pháp duyên, đều buông bỏ hết. Mới có thể giảng sanh. Nếu như không buông bỏ, còn có tham luyến. Thậm chí còn có tập khí tham luyến. tham luyến có thể buông bỏ tập khí khó đoạn tập khí này nếu như không có cơ sở kinh giáo không có trí tuệ thật sự để nhận biết rất dễ đọa lạc đặc biệt ngày nay trong thời đại này vật chất mê hoặc thọ tưởng hành mê hoặc tập khí a lại gia yêu ma quỷ quái mê hoặc mai dương ba tuần nói với tôi truyền hình mạng Internet là đạo tràng của ông ấy. Tôi trước đây chưa từng nghĩ đến. Những thứ này mê hoặc người biết bao. Dẫn dắt con người đi làm việc ác. À? Mê hoặc quý vị mạng túc danh danh lợi dưỡng của quý vị. Mạng túc ngũ dục lưu trần của quý vị trên thực tế vĩnh viễn không có ngày mạng tốt đó sự việc rất đáng sợ cho nên phải luôn luôn nghĩ đến thực sự mỗi ngày lúc thời khóa tối nên phản tỉnh thời khóa sáng tối đây là Năm xưa, thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người. Thời khóa sáng là phát nguyện. Bộ khóa tụng của tịnh tông chúng ta. Thời khóa sáng là đọc bốn mươi tám nguyện. Đọc bốn mươi tám nguyện. Phải nguyện mình giống như Phật A-di-đà vậy. dùng tâm chân thành phát bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh. Thời khóa chiều dùng phẩm thứ ba mươi hai đến phẩm thứ ba mươi bảy. Nội dung đoạn kinh văn này là ngũ giới thập thiện. Đổi chiếu kinh văn để kiểm điểm. Hôm nay ta có phạm lỗi lầm gì không? Phật dạy ta ta có làm được không vì phật khuyên nhủ ta không thể làm ta có tuân thủ hay không thời khóa sáng chiều này làm mới thật có công được không phải đem kinh gian đọc một lần cho phật bồ tát nghe phật bồ tát không cần nghe những thứ của quý vị quý vị thật làm trước mặt Phật Bồ Tát sám hối, cầu Phật Bồ Tát làm chứng cho quý vị. Điều này Phật Bồ Tát hoan hỷ. Luôn ghi nhớ. Vì tất cả chúng sanh, vì chánh pháp cựu trụ chính là thực sự vì tốt cho bản thân mình. Xen tạp tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng đó chính là tàn hại chính mình đại sư quán đảnh trong kinh lăng nghiêm đại thế chí viên thông chương sớ sao quý vị đều nhìn thấy ngày xưa cũng giảng qua mấy lần rồi quý vị xem cuối cùng ngài nói người niệm phật có một trăm loại quả báo mấy điều đầu tiên là nói về ba đường ác điều thứ nhất chính là đọa a tỳ địa ngục vì sao niệm phật niệm đến a tỳ địa ngục ngài đã nói rất rõ ràng vì ngũ dục mà niệm phật đọa á địa ngục ngày nay chúng ta phải chăng cũng vì ngũ dục ngũ dục là gì là tài sắc danh thực thùy quý vị xem trong kinh đại thừa Giảng biết bao nhiêu lần tai sát danh thực thùy là năm giây rẫy của địa ngục, có một giây đã kéo quý vị, quý vị đã phải đến địa ngục rồi, năm giây đều đầy đủ vậy quý vị không nguy rồi sao? Quý vị không đến A Tỳ địa ngục thì ai đến A Tỳ địa ngục? Phải nghiêm túc phản tỉnh. Ta không làm, không làm nhưng có ý niệm này hay không? có ý niệm này thì không được rồi quý vị đang tạo nghiệp có ý niệm là ý nghiệp trong miệng nói nói cho người khác nghe đó là tạo khẩu nghiệp lại có hành động vậy là quý vị thân khẩu ý ba nghiệp đều có rồi xã hội hiện nay cạnh tranh dường như là việc bình thường sai rồi cạnh tranh đến tam đồ mất nhân thiên ta không có phần quý vị hà tất đi làm việc đó vì sao không cạnh tranh về đạo nghiệp vì sao không cạnh tranh vô thượng chánh đẳng chánh giác Đây là chính diện. Chính diện đó là bổn phận của quý vị. Xen tạp những ý niệm cạnh tranh này đối với quý vị có tổn thương. Không cạnh tranh quý vị sớm thành Phật. Tâm cạnh tranh thời gian thành Phật của quý vị có thể bị thụt lùi. Bởi vì quý vị vẫn còn những tập khí phiền não này. Ta ngoại nhẫn. Quý vị xem nói về ngoại nhẫn. Thế nào gọi là ngoại nhẫn của Bồ Tát? Bồ Tát nghe lời ác mại lị quỷ nhục phỉ bán của người hoặc quỷ nhục cha mẹ anh em chị em quyến thuộc đây nghĩa là người khác hủy bán nhưng không hủy bán chính mình mà hủy bán cha mẹ hủy bán anh em chị em mình tình huống là như thế hoặc hủy bán hòa thượng a xà lê của mình hủy bán thầy mình hủy bán đồng học của mình hoặc hủy bán phật pháp tăng Bán Phật, bán Pháp, bán Tăng Có vô số cách quỷ bán như thế Bồ Tát nhẫn nhục Không sanh sân nhuế Vậy là Ngoài nhẫn Điều này không phải người bình thường có thể làm được Người bình thường gặp phải vấn đề này Họ không nhẫn được sanh khởi oán hận, sanh khởi tâm sân nguy. Phật Bồ-Tát không như vậy. Chúng ta cần phải chú ý. Phật Bồ-Tát dạy chúng ta phải nhẫn mọi thứ mới có thành tựu như những điều này nói rất hay đưa ra những trường hợp này nếu chúng ta không nhận được chắc chắn thoái tâm thoái tâm đạo nghiệp của chúng ta sẽ mất hoàn toàn thất bại. Tổn thất không phải người khác mà là chính mình. Một người muốn có thành tựu. Trong khi nói đến rất nhiều điều chướng ngại này, nếu vượt qua được những chướng ngại khó khăn này là thành tựu. Còn như có một cửa ải không thể vượt qua liền đọa lạc ngay hướng gì trong thời đại này gọi là thời kỳ pháp nhược ma cường nếu không biết nhẫn nhục ba la mật làm sao thành tựu được dù khổ hại như thế nào đi nữa đều phải nhẫn nhục nhã ra sao đều phải nhẫn kiên trì phương hướng và mục tiêu của mình như vậy mới có thành tựu người trong xã hội ngày xưa dù ít hay nhiều đều có học giáo huấn của các bậc thánh hiền hiện nay hoàn toàn không có Làm việc tốt cũng bị người ta mắng, người ta sỉ nhục. Còn làm việc xấu lại được người ta khen ngợi giúp đỡ. Làm việc tốt chẳng những không giúp đỡ họ còn quỷ hoại chúng ta. Như vậy tiếp tục làm chăng? Điều này còn xem ta có nhẫn được hay không?